truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Ôi trời, đi ăn hết trơn rồi ăn nhanh vậy? Có đồ ăn rồi chăm biết. Không. Ôi, ăn gì ăn đồ ăn không? Cơm rồi chửi ai vậy? Tại sao mặt không có ăn tinh bột? Thôn dễ sợ luôn vậy. Trời ơi, được không? Được không? Chú Quân. Sao vậy? Ổn không? Ổn chứ ổn mà. Tôi xin lỗi ông nha. Tại vì hôm nay tôi học bài không kỹ làm ảnh hưởng tới ông á. Trời ơi, trời ơi, ảnh hưởng chuyện gì? Nói nghe không có gì phải buồn hết á. Tụi tôi bình thường lắm. Bây giờ chuyện đó nó cũng qua rồi, có gì đâu. Bây giờ quan trọng nè. Quan trọng là sắp tới chúng ta thi cái môn phản vù. Lúc đó mình gỡ điểm lại sau. Nói nghe nè, ai đi học mà không gần gian lận, đừng buồn nhá. Đừng buồn nữa. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ơi, con muốn rồi. Cứu ta. Tôi xin cho ông đó ông. Cảm ơn. Phản bùa. Thì bá Thiên cũng không có chiêu gì để bắt mình ảnh hưởng đến Tuấn Kiệt. Ăn đi nha. Tuấn Kiệt. Không có gì đâu, ông ăn đi. Định cho tôi đồ ăn phải không? Không, của tôi. Kỹ vậy. Ê. Hồ có miếng lấy luôn. Hôm nay là tiết kiểm tra bài học phản vua. Lẽ ra tiết này là thầy Thiên lo dạy, nhưng mà thầy đi nhổ răng rồi cho nên thầy tưởng thế. Mặc dù không đúng chuyên môn nhưng mà cũng làm được. Trong đây, đây giờ là những lá bùa mà thầy Thiên lo để lại, ai bốc thăm chúng bùa nào là thi bùa đó nha. Dạ. Hồi nãy là thầy đã phân công từng cặp hết trơn rồi. Đó, hồi nãy là Đức Lợi, Quỳnh Nga, Bá Thiên, Vi Oanh với Tướng Kiệt, Lịch Sĩ, Thiên Tùng, Chí Mập Mập, Kỳ Kỳ đã bắt cặp hết trơn nha. Bây giờ thầy sẽ cho bốc thăm. Ủa thầy ơi, bùa là phải lắc vậy mới có hiệu quả hay sao? Em bóc trước cho thầy. Không, lắc vậy tao mới chú ý. Cặp này bóc trước. Thiệt tình luôn á. Không biết nói làm sao luôn á mà. Khoan đó. Kiếp chuyện à. Đây. Thôi thầy, để thầy đọc luôn cho công tâm. Ủa sao kỳ vậy thầy? Hả? Bùa tiếng nước ngoài. Wow. Qua ưu tiên khu vực Đông Nam Á. Đó là châu Âu không được nha. Rồi, châu Mỹ cũng không được luôn. Rồi. Tới ta tới đội này. Không có bùa. Tới em trước cái thầy. Cho em trước luôn. Dạ em bóp cho thầy. Thôi thầy để cho em. Chút xíu là tôi phụ được rồi. Bạo lực học đường. Nè nhìn thầy nè. Dạ. Lớp học đòi hỏi có sự công bằng, cho nên thầy bóp cho hai bạn luôn nha. Trời ơi. Muốn đọc không? Em muốn. Không cho. Trời. Bùa ăn. Đó đòi. Thôi cũng dễ. Ôi sao sướng như thầy được ăn sướng vậy? Trời ơi. Biết sao sướng? Dù kêu em ăn hết nguyên con bò thì sao em ăn? Được. Là cái gì bạn nó cũng ăn luôn á thầy? Là đúng rồi, cái gì cũng ăn hết đó. Nội dung bùa của Bá Thiên, Vi Oanh là Tướng Kiệt nha. 2, 3. Trời bùa này khó quá. Bùa gì thầy? Bùa gì thầy? Bùa gãi. Bùa gãi mọi người ơi. Bùa gãi thầy. Bởi vì con cái thì bàn bậy bậy không à, bùa khỉ. Bùa khỉ. Vui rồi nha. Nhớ nha. Nhớ nè, đây bùa của bạn Mập. Đây. Bùa heo á. Không, bùa yêu của Bích Phương. Không có. Bùa yêu thôi chứ không có chữ kia. Bùa yêu. Bùa yêu rồi. 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 Sau đây, phần thi xin phép bắt đầu. Mời ai trước rồi, ai trước rồi. Đức Lợi, Quỳnh Nga lên. Rồi. Để coi. Đức Lợi là người dùng bùa, Quỳnh Nga phản bùa. Rồi, 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi. Cố lên. Ngài khá mùa khua mì khí, mùa khua. Khá rồi. Nói tiếng gì vậy? Trời ơi, ông làm là mạnh mạnh lên đi. Làm nhẹ gì ai mà dính đâu. Trời ơi. Wow, mạnh quá. Ủa trời, sao biết bùa nước ngoài? Nó tiếng nước ngoài rồi đó. Ủa không. Ủa bà, mạnh đi xa thế hả? Có dính này đó. Ủa dính à. Người Hàn Quốc. Phần
thi này lúc đầu là Quỳnh Nga kháng bùa được, nhưng mà cuối cùng do cố gắng của Đức Lợi cho nên Đức Lợi đã dùng bùa và Quỳnh Nga bị dính bùa chút đỉnh. Đức Lợi 8 điểm, Quỳnh Nga 7.5, hai bạn về chọn. Thấy chưa? Quỳnh Nga kiếm được ông ba làm yêu đó. Rồi, cặp tiếp theo. Ai thầy? Tới cặp nào thầy? Tới cặp của em đi thầy. Lên đi. Thôi, tôi thấy hai bạn này háo hức lắm nè. Không, tôi thích, tôi kêu hai bạn này nè. Hai em ấy thầy. Lực sĩ thiên đồng đó. Rồi các bạn đưa tay đi, tôi sẽ dùng pháp thuật vạn năng của tôi biến đồ ăn của các bạn ra nha. Rồi. Biến. Biến mà sao móc từ trong học ra để lên tay vậy thầy? Đúng rồi thầy. Ôi sao đồ ăn ngon vậy thầy? Nho ở đâu vậy thầy? Nho này nho Phan Rang. Có một người bạn á từ Phan Rang lên đây thăm thầy, ghé đường Phạm Văn Đồng mua. Bà đó có tâm á thầy, bà đó có tâm. Em thích nho Phan Rang lắm á. Rồi bây giờ chả lụi với nem chua ở Phan Rang nữa. Rồi bây giờ Thiên Tùng là người sử dụng bùa làm sao cho lực sĩ ăn hết này, Thiên Tùng thắng ha. Rồi rồi bắt đầu. Thật là quá đơn giản, bình thường không cần bùa lực sĩ cũng đã ăn như heo rồi. Khỏi luôn rồi, khỏi nhắm mắt tôi thèm quá rồi, chứ ăn cũng được không để không chịu nữa. Ngon lắm khùng quá trời. Ôi, thầy vậy là Thiên Tùng tự nhiên thắng luôn. Thiên Tùng 10 điểm, lực sĩ 0 điểm. Không điểm mà được ăn em cũng thích nữa. Bị phạt nhịn đói 1 tháng. Đây. Nhịn đói 1 tháng nữa thầy. Chia bạn ăn đi, chia. Nè mấy bạn ơi, ăn đi. Để ăn để dành đó. Trời ham ăn quá Rồi rồi vô. Rồi mời 3 bạn tiếp theo. Bá Thiên, Vy Oanh và Tuấn Kiệt. Ngồi dồi vậy. Bà phải dùng khả năng mà bảo vệ cho tôi đó. Đi. Rồi ra. Coi. Ê. Coi. Ráng lên. Như bốc thăm hồi nãy là các bạn sử dụng bùa khỉ. Cho nên bây giờ Vy Oanh là người dùng bùa, Tuấn Kiệt là người phản bùa nha. Rồi ba, bắt đầu. Trời. Ôi, Kiệt thành khỉ rồi kìa. Thành khỉ giống quá hả? Giống khỉ quá hả? Bùa này vui. Em không có ăn khỉ đầu chó. Trời ơi. Hơn cái gì? Trời ơi. Em có bị gì đâu? Có. Hồi nãy giờ em làm khỉ quá trời, cả lớp ai cũng thấy hết. Đúng rồi. Cho nên phần thi này giữa Vy Oanh và Tuấn Kiệt, Vy Oanh là người chiến thắng. Rồi giờ đổi chỗ cho nhau. Người phép thuật là Bá Thiên, còn người đỡ là Vy Oanh. Tôi nghĩ chắc tôi không phải dùng nhiều sức đâu hả? Đừng coi thường Vy Oanh là người phép thuật rất dữ. Đúng lắm á. Đúng rồi. Cố lên Vy Oanh. Cố lên. Trước lại. Phát lực đi. Cố lên Vy Oanh. Cố lên. Cố lên Bá Thiên. Bá Thiên cố lên. Cố lên. Ôi sao vậy? Dính rồi sao? Dính rồi. Ủa dính bùa khỉ mà sao gãi không vậy? Bá Thiên. Khỉ bị ngứa gãi. Không ngờ Bá Thiên pháp lực lại hơn Vy Oanh. Phần thi này Bá Thiên là người chiến thắng. Rồi bây giờ đề nghị Vy Oanh để chỗ với Tuấn Kiệt. Cố lên Tuấn Kiệt. Cố lên. Để tôi. Rồi Tuấn Kiệt là người ra bùa, Bá Thiên là người phản bùa nha. Nhớ phải dùng hết sức nha. Coi thường tôi quá vậy. Hãy chờ đỡ của tôi đi nha. Bá Thiên cố lên. Rồi im lặng. Căng thẳng đó nè. Cái gì múa dữ vậy trời. Màu mè hóa lá hẹ quá. Chưa đâu đấy nè. Cố lên. Tôi không ngờ. Hay quá. Pháp lực của Bá Thiên là mạnh như vậy. Hay quá Bá Thiên ơi. Giỏi. Dính rồi. Hết bùa. Thưa thầy. Yeah.
này Bá Thiên là người chiến thắng. Thưa thầy. Anh chuyện gì? Bá Thiên gian lận. Ê, có bằng chứng gì mà nói Bá Thiên gian lận? Vi Quanh, tới lúc bà nói ra sự thật rồi đó. Thì thật thôi là đi. Sao? Có gian lận không Vi Quanh? Vi Quanh, nói đi. Thôi mình thua thì mình chịu đi. Thôi không gian lận, Bá Thiên là người chiến thắng. Yeah. Giỏi lắm. Ông làm tốt mà. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ